Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng test và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những thiết bị đỉnh cao nhất của những thương hiệu audio lừng danh trên thế giới. Đó là hai chiếc âm ly Denon 2500NE. Đây là model cao cấp và đỉnh cao nhất của thương hiệu Denon hàng bãi nội địa Nhật. Và mẫu là Bose 601 Series 3 hàng bãi Mỹ. Đây cũng là model đỉnh cao nhất của thương hiệu Bose hàng Mỹ. Tiến Dũng cũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một model rất cao cấp đến từ thương hiệu Paradin. Đây là Paradin model PS1000, chiếc loa súp huyền thoại của thương hiệu Paradin đến từ Canada. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng test một đoạn nhạc, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về những sản phẩm này. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại ở phía góc phải màn hình. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn có địa chỉ duy nhất tại số 115/34 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay gần cầu Tham Lương. Chúng tôi mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Với combo âm thanh này, cho âm thanh rất tuyệt vời, chúng ta có thể kết nối dễ dàng với TV, với điện thoại, với máy tính để nghe nhạc, và chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp hát karaoke nếu như chúng ta kết hợp thêm một chiếc vang vào đây. Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai siêu phẩm đến từ thương hiệu Denon, đó chính là model PMA 2500NE. 2500NE là sản phẩm cao cấp nhất của thương hiệu Denon hàng bãi nội địa Nhật. Những chiếc âm ly này được sản xuất vào khoảng những năm 2016 cho đến những năm 2022. Đây là một sản phẩm rất cao cấp. Máy này sử dụng 4 sò mốt phét công nghệ UHC. Với công nghệ UHC sò mốt phét, đây là những con sò cho hiệu suất âm thanh mạnh hơn rất nhiều so với những sò thông thường. Đây là dòng Super Audio, dòng âm thanh chất lượng cao. Máy này sử dụng điện 100V hàng bãi nội địa Nhật, công suất nguồn là 310W. Chúng ta có thể kết nối cùng lúc đến hai cầu loa ở trở kháng 8 đến 16 ohm. Với chiếc này, điều đặc biệt là được tích hợp giải mã DAC, giải mã 32 bit. Chúng ta có thể kết nối với TV thông qua cổng quang, kết nối với đầu đĩa thông qua cổng cố xe, kết nối với điện thoại hoặc là máy tính thông qua cổng USB. Ngoài ra, quý vị và các bạn vẫn có thể sử dụng với các đầu đĩa như thông thường. Đây là một chiếc âm ly dòng Super Audio, âm thanh chất lượng cao, rất nổi tiếng đến từ thương hiệu Denon. Với thiết kế mặt phanh nhôm màu silver, size ngang là 43 cm, size chiều cao khoảng cỡ 18 cm. Chiếc này có trọng lượng khoảng trên dưới 25 kg, là rất nặng. Chiếc này về với còn đầy đủ tình trạng remote, dây nguồn Catalo và hộp xốp zin. Đây là hộp xốp của máy, bao gồm cả phiếu bảo hành của hãng. Những chiếc này là được đấu mạng trực tiếp từ siêu thị Nhật về, do các bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn và ship trực tiếp từ Nhật về đây. Với mức giá của phiên bản còn hộp xốp là 44 triệu. Phía bên đây, chiếc này không còn hộp xốp và có một vài vết chày nhỏ, thì Dũng sẽ giới thiệu ngay sau đây. Một vài vết chày rất nhỏ, rất không đáng kể ở đây, thì Dũng đặt móng tay vào để quý vị và các bạn có thể thấy được. Ở đây có hai vết rất nhỏ như chân nha. Và ở đây có một vết gần như không đáng kể. Tất cả zin nguyên bản từ A đến Z còn đầy đủ remote, dây nguồn zin. Sản phẩm này Tiến Dũng phục vụ với mức giá ưu đãi hơn rất nhiều, chỉ 38 triệu, tức là rẻ hơn 6 triệu so với chiếc còn hộp xốp bên đây. Mức giá vô cùng đặc biệt. Quý vị và các bạn không quá cầu toàn về hình thức cũng như là hộp xốp thì chúng ta nên chơi chiếc này với mức giá ưu đãi hơn rất nhiều. Denon 2500NE là đối tác tuyệt vời cho hầu đa các dòng loa trên thị trường từ bass 40 cm đổ lại. Các dòng loa như là JBL, như là Pioneer, như là Squire, như là Bow, như là bên Đúc, như là Tannoy đều có thể chơi rất tốt với những chiếc âm ly Denon 2500NE này. Quý vị và các bạn, khi sở hữu chiếc âm ly này, chúng ta có nhu cầu hát karaoke thì cũng hoàn toàn có thể kết hợp thêm một chiếc vang Houtin và Dabert 5FX vào để hát karaoke giải trí gia đình. Với những chiếc âm ly Denon dòng sò mốt phét thì âm thanh của nó sẽ rất mạnh mẽ và tiếng của nó sáng sủa, dễ chơi, dễ ghét.
liên đại, tức là đời của nó rất mới, máy hoạt động vô cùng ổn định. Tiến Dũng bao zin, bao đúng hàng bãi Nhật xịn và bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Những chiếc vang Vutin Brabus 5FX Tiến Dũng đang phục vụ hàng chính hãng với mức giá chỉ 3.600.000. Những chiếc âm ly Sansui G7000 cũng vừa cập nhật ở đây. Trong những video tiếp theo thì Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm này. Mức giá của chiếc này chỉ 38.500. Đây cũng là đối tác rất tuyệt vời cho các dòng loa Bose 6 là 1 series. Tiếp theo trong video này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một siêu phẩm đến từ thương hiệu Bose. Đây chính là mẫu loa Bose 601 Series 3. 601 Series 3 là model đỉnh cao nhất của thương hiệu Bose. Mẫu loa này sử dụng hai loa bass loại 20cm và 4 loa chép giấy loại 8cm. Bộ lọc được trang bị bóng đèn bảo vệ loa rất an toàn cho loa. Thì chúng hôm nay về được cặp này với tình trạng zin nguyên bản, loa tuyệt đẹp, series trùng số đúng cặp. Với các sản phẩm của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn thì luôn luôn được tuyển chọn cẩn thận và ship trực tiếp từ nước ngoài. Và sẽ do chính tay tôi là một kỹ thuật lâu năm kiểm tra kiểm định trước khi phục vụ khách hàng. Đây là thùng loa bên đây. Bose 601 Series 3 với tình trạng zin nguyên bản, series trùng số đúng cặp. Tiến Dũng bao zin từ A đến Z, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Mức giá trong đợt này chỉ 48.500. Đây là một sản phẩm rất đáng đầu tư, rất đáng chơi. Chúng ta có thể sử dụng để nghe đa thể loại dòng nhạc và hoàn toàn có thể kết hợp để hát karaoke giải trí gia đình. 48.500 cho cặp loa Bose 601 Series 3. Tất cả zin nguyên bản, Tiến Dũng cam kết zin nguyên bản và bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Đây là e-căng của cặp loa này. E-căng bằng lưới vải màu nâu. 601 Series 3 sẽ có hai phiên bản màu đen thì mức giá nó rẻ hơn đáng kể, rẻ hơn khoảng 10 triệu. Còn phiên bản màu vàng thì mức giá là 48 triệu. Phiên bản màu vàng thì được yêu thích hơn, nó đẹp hơn và được yêu chuộng hơn trên thị trường. Tiếp theo phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu Paradin. Paradin là một thương hiệu rất nổi tiếng về những chiếc loa siêu trầm Super Woofer. Paradin, hàng của Canada và sản xuất cho thị trường Mỹ, chúng ta có thể gọi là hàng bãi Mỹ. Đây là một chiếc có cấu hình rất lớn, rất khủng của thương hiệu Paradin. Chiếc này là PS1200. Với thiết kế bên ngoài được trang trí bằng simili màu tàn thuốc lá, hay còn gọi là màu xám tro, nó rất đẹp. Kích thước chiều ngang ước tính khoảng cỡ gần 50, chiều sâu khoảng 50 và chiều cao khoảng 50. Đây là một chiếc có cấu hình rất lớn. Chiếc này sẽ phù hợp cho việc hỗ trợ cho các dàn âm thanh nghe nhạc và các dàn âm thanh hát karaoke gia đình trong các không gian lớn tầm 50 cho đến hàng trăm mét vuông, tiếng của nó vô cùng mạnh mẽ. PS1200 sử dụng điện 120V, công suất nguồn là 250W, hàng Made in Canada. Chiếc này sử dụng 3 lỗ thông hơi, các nút điều khiển nằm ở đây. Jack kết nối dạng AV và dạng chạm dây loa rất tiện dụng, miếng nhôm giải nhiệt ở bên ngoài. Những chiếc loa Super Woofer có miếng nhôm giải nhiệt ở bên ngoài, chúng ta sẽ thấy ngay đó là những chiếc có cấu hình, có công suất lớn. Điều đặc biệt ở Paladin mà quý vị và các bạn sẽ thấy ngay đó là âm thanh của nó rất đặc biệt, tiếng bass vừa mềm, vừa sâu, vừa lực, là bởi vì hãng sử dụng với ma trận lòng thùng rất đặc biệt. Ở trong loa súp này sẽ bao gồm là một loa bass loại 30cm và ma trận lòng thùng có hai ngăn, một ngăn là cộng hưởng hơi và một ngăn là cộng ngược nén. Với công nghệ đặc biệt ma trận lòng thùng của thương hiệu Paladin, nó sẽ cho âm thanh đặc sắc hơn so với những mẫu loa súp thông thường. Nó vừa có độ mạnh của súp hơi và vừa có độ mềm sâu của súp nén. Mức giá của sản phẩm này thì Dũng cũng đang phục vụ với mức giá vô cùng ưu đãi. Mức giá làng của sản phẩm này khoảng 22-23 triệu. Thì Dũng phục vụ quý vị và các bạn với tình trạng zin nguyên bản, hàng về trực tiếp từ Mỹ với mức giá chỉ 21 triệu. Tất cả bao zin, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Phía bên đây là Paladin 1000V3. Chiếc này có mức giá chỉ 20. Đây là một chiếc có loa bass 25cm. Với các sản phẩm của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn, cam kết zin nguyên bản, bảo hành kỹ thuật 1 tháng đối với hàng second hand và cam kết đúng hàng chính hãng, hàng mới nguyên hộp, bảo hành chính hãng đối với các sản phẩm hàng mới. Tiến Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc thì anh em có thể đặt cọc trước 20%, nhận hàng thanh toán nốt và mình sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Tất cả các vấn đề rủi ro trên đường đi như là bể, vỡ, móp, méo, mất hàng, Tiến Dũng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng giống y như những gì Tiến Dũng giới thiệu ở đây và bảo hành 1 tháng cho các sản phẩm hàng bãi, bảo hành chính hãng cho các sản phẩm hàng mới.
Thì thế này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm rất cao cấp nữa đến từ thương hiệu Danone. Đây chính là chiếc âm ly Danone model PMA1700NE. 1700NE là một sản phẩm thế hệ rất mới của thương hiệu Danone, hàng bãi nội địa Nhật, điện 100V. Chiếc này được sản xuất năm 2022, đời của nó rất mới. Đây là một chiếc âm ly có thể chơi được hai cặp loa từ 8 đến 16 ohm. Máy này cũng được tích hợp tính năng giải mã DAC, giải mã 32 bit nhạc chất lượng cao, kết nối với TV thông qua cổng quang, kết nối với máy tính hoặc điện thoại thông qua cáp USB. Sử dụng điện 100V nội địa Nhật, công suất nguồn là 295W. Với tình trạng zin nguyên bản, hàng tuyển chọn đấu mạng trực tiếp từ siêu thị Nhật về, còn remote, còn dây nguồn zin. Chiếc này với mức giá chỉ 30 triệu. 30 triệu cho chiếc này nó đáng chơi hơn rất nhiều so với ngang tầm tiền, ví dụ như cỡ Danone 2000RE hoặc F10 ba la mã, vân vân. Những chiếc âm ly có sử dụng sò MOSFET công nghệ UHC và được tích hợp giải mã DAC luôn luôn là sự lựa chọn cho những anh em sành điệu chơi audio. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy liên hệ sớm với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm cao cấp về thiết bị audio.